Chiều ngày 25 tháng 9, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã tổ chức họp báo để thông tin về giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô năm 2023. Qua 9 mùa tổ chức giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội đã tạo được uy tín, thực sự trở thành cái sân chơi bổ ích cho giới trẻ thủ đô. Bước vào mùa thứ 10, số vận động viên đăng ký tham gia giải với số lượng hơn 1.000 vận động viên. Sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn thành phố và các tỉnh đã khẳng định cái sức hấp dẫn của giải đấu. Năm nay là năm thứ 10 giải cầu lông học sinh sinh viên mở rộng trên cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô với số lượng cơ cấu giải thưởng lên đến tiền mặt và hiện vật lên đến hơn 385 triệu đồng cho các giải. Giải đấu là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2023. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khỏe, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, tăng tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các trường và học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Đối với cả Đại hội sinh viên thành phố thì có một cái phong trào, một phong trào xuyên suốt, đó là phong trào về sinh viên năm tốt. Đấy, phong trào này thì có một tiêu chí hết sức quan trọng, đó là tiêu chí về thể lực tốt. Thì cái giải cầu lông năm nay cũng là một trong những cái cơ hội, là một trong những cái điều kiện để các bạn học sinh sinh viên có thể tham gia và cũng như để phấn đấu để đạt được cái tiêu chí sinh viên năm tốt. Qua 9 mùa tổ chức thành công, giải đấu đã tạo được uy tín, thương hiệu, thực sự trở thành một sân chơi bổ ích cho người trẻ, là điểm hẹn cho học sinh, sinh viên thủ đô và cả nước mỗi dịp thu về. Sự hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khẳng định sức hấp dẫn và bổ ích, thiết thực với chính những người trong cuộc. Năm nay cũng đặc biệt được sự quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng vào cuộc cùng với ban tổ chức chính của giải là báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Thì sức mạnh của cái giải đấu này đã được tăng lên rất nhiều lần, và cùng với đó thì chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng được cải thiện cũng như là tăng rất là nhiều. Lễ khai mạc giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô lần thứ 10 năm 2023 sẽ diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Long Biên, dự kiến bế mạc vào ngày 1 tháng 10.